Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Giảng kinh và bình luận đừng nói về nhân tình thể diện. Ở đây giảng kinh thuyết pháp đều là do rút thăm bằng thẻ tre đã có ghi tên sẵn. Rút đến tên ai thì người đó nên mau mắn lên đài trước để chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chờ người trước giảng xong rồi mình mới đi lên, bởi như vậy sẽ mất hết thời gian. Dù không biết giảng, quý vị cũng cứ lên nói nhanh mấy câu, rồi mau mau đi xuống để đổi phiên người khác lên giảng. Quý vị có thể học tập theo từng chút như vậy. Nếu ai giảng sai, mọi người nên sửa chữa lại cho đúng. Đừng nghĩ rằng, tôi ngại nói lỗi của người vì sợ họ không vui. Ở đây, ai giảng sai mà được người phát nêu ra sửa chữa cho mình thì cũng nên vui vẻ chấp nhận. Mọi người nên khuyến khích lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây chúng ta không nói đến chuyện nhân tình thể diện, và cũng không nói đến cảm tình hay nể mặt ai. Dù ai nói sai, mọi người cũng có thể đi lên để sửa cho đúng. Đừng có quá câu chấp về chuyện mặt mũi. Chúng ta nên giúp nhau nói lên những lời chân thật. Đừng giống như ở mấy nơi khác là anh tân bốc tôi tân bốc anh mà dối trá lẫn nhau. Đến lúc phê bình, quý vị nên nói thật, không nên vì muốn thuận tai mọi người mà nói tốt. Bất luận ai, hãy chỉ thích nghe những lời nói tốt thì người ấy kể như là xong rồi. Vì y sẽ không có tiến bộ mà cũng không thể học được gì nữa, và mầm bồ đề cũng khô héo luôn. Bởi vậy chúng ta nên tiếp nhận những lời phê bình của người khác, như thế chúng ta mới mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Giảng ngày 30 tháng 3 năm 1987. Ha ha ha, 问什么的说呵。